Mày ở đâu đến đây hả? Mày biết là địa bàn của tao, mày dám lên xâm phạm lãnh thổ của tao hả? Mày muốn chết đúng không? Thì bây giờ lúc để mày chết đây. Chết luôn. Mày đã thấy sự lợi hại của tao chưa? À, lần sau lại đến đây xâm phạm lãnh thổ tao nhé. Và tao mày lại đánh nhau cho vui nhé. Nhé, nhớ chưa? Nhớ mà tao. À, hello. À, mày đây đúng không? Mày đây đúng không? À, à, mày bố mày. Mày là mô xin đầy rồi. Làm gì? Mày muốn làm gì? Tao chuẩn bị tắm, mày định quay phim tao đúng không? Mày định tung mảnh nu xe của tao đúng không? Rồi, đi 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 đi. Để tao chuẩn tắm nhau. Này, mày tập trung sự chú ý vào tao. Chúng mày thấy chưa? Chúng mày thấy tao gọi gái được hay không? Nào, lại này. Nani? Omae wa mou shindeiru. Sao đến giờ gọi mà không thấy con máy đến nhỉ? What the shit? Mày em để con rượu đây mày để cho tao uống đúng không? Mày lừa tao đúng không? Đây, điều khiển đúng không? Để đem cái gì? À, đem gì? Rồi, uống nha, cứ đi. Đây, cốc rượu đây. Mày em để đây mày để nước để tao uống không? Rồi, tao đổ. Mày muốn gì? Mày nói gì? Tao không hiểu mày đang nói gì. Nói gì á? Không hiểu. Nói cái gì? Có đi gì? Ờ đi đi, tao bứt này, này, bứt này. Đấy, bứt đây là gì? Đừng có đùa với tao, hiểu chưa? Mày nhìn mặt tao không quan tâm mày đang nói gì nha. Ở đây ai là chủ? Ôi, ngứa quá đi. Để cho mình ngứa như thế này. Ngứa quá. Lượn. Lượn đi. Ô, thằng này lì, tao bảo mày lượn mà. Mày biến đi. Mày nhìn mặt tao không quan tâm mày đang nói gì hả? Hả? Cứ lượn nào. Hả? Lượn đi. Lượn đi. Lượn đi. À đùi, thằng này gì vậy?